Khoảng 6.000 chiếc khẩu trang 3D mask không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu bị làm giả vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ tại Hà Nội. Ngày 4 tháng 2, đại diện đội quản lý thị trường số 1 Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội thông tin với báo chí, đơn vị này đã xử lý một cơ sở khẩu trang cao cấp và dung dịch rửa tay không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo đó, vào ngày 3 tháng 2, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 1 Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh tại ngách 11 hẻm 5 ngõ 290 Kim Mã, quận Ba Đình đã phát hiện cơ sở này đang tích trữ và bán lượng lớn khẩu trang y tế và dung dịch rửa tay. Theo báo Công an Nhân dân, bà Lương Thị Hải Yến, chủ cơ sở kinh doanh tường trình. Vibex Rubik 360, đẳng cấp sống lập phương, hotline 1800-6350. Ngày 1 tháng 2, Yến đã nhập khoảng 6.000 khẩu trang 3D mask từ một người không quen biết với giá 5.600 đồng một chiếc. Trên bao bì sản phẩm có ghi địa chỉ sản xuất tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được hàng, bà Yến đóng mỗi túi 10 chiếc để bán buôn với giá 65.000 đồng một túi và bán lẻ với giá 70.000 đồng một túi. Thời điểm bị phát hiện, cơ sở này đã bán được gần 3.000 chiếc khẩu trang. Đại diện Đội Quản lý Thị trường số 1 cho biết sẽ xử lý nghiêm về hành vi này bởi nó liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng. Ít nhất cũng làm gương cho nhiều người bán hàng khác, không thể mua hàng không rõ xuất xứ rồi bán cho người dân. Tổ công tác đã tịch thu toàn bộ kho hàng gồm nhiều thùng khẩu trang và nước rửa tay để điều tra, làm rõ về các dấu hiệu sản phẩm bị làm giả.